Thưa quý vị thân mến, trong giây phút này thì đại gia đình của chúng tôi nhận thấy sự hiện diện của quý vị rất là chân tình. Chúng tôi xin được cúi lời chào đến tất cả quý vị. Đã từ phương xa đến dự buổi tiệc chung vui với gia đình và chúc phúc cho hai cháu. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn các quý vị quan khách quý ở đây. Và một lần nữa, gia đình chúng tôi xin cảm tạ các vị. điều mong mỏi cuối năm nay chỉ còn 2 ngày nữa là chúng ta đón ông Táo đưa về trời để bẩm báo với những tốt đẹp của chúng ta cho trong một năm đã diễn ra và xuân đã về, nên chúng tôi xin mời các chúc tất cả được hạnh phúc viên mãn gia đình. Chọn vẹn được mùa hạnh phúc và một mùa xuân vui vẻ. Xin cảm ơn ạ.